Chị ba có mệt á thì vô nghỉ đi, để em làm cho. Không, chị không sao đâu. Từ hôm nay á, em sẽ lo cho thằng Lộc, chị đừng có bận tâm về nó nữa. Để sức mà dưỡng thai đi chị ba. Cảm ơn cô. Chị ba, thường á chị mua sữa cho thằng Lộc ở tiệm nào vậy? Chị mua thuốc ở trên thị xã á. Vậy sao? Chị ba nè, em hỏi chị điều này, chị trả lời thiệt tình nha. Cô không hỏi đi. Chị ba nè, từ ngày chị hai mất tới nay á, có khi nào chị ba nghe chị hai hiện về không? Chị cũng nghe người ta đồn nhiều lắm, nhưng mà chị chưa có thấy. Trời ơi, vậy mà em thấy mới ghê chứ. Cô Út thấy gì hả cô Út? Ừ thì em đang ngủ mơ mơ màng màng vậy nè, cái em thấy chị hai á là đứng kế bên cạnh giường em. Chị nói á là chị sẽ báo thù những ai hại chị. Rồi em mới nói với chị là anh Bồng á, anh đã đi tự thú rồi, pháp luật á sẽ bắt ảnh đền tội, chứ chị hai muốn báo thù ai nữa. Cây, chị ba biết chị nói sao không? Chị nói là không chỉ một mình anh Bồng mà còn có một người khác nữa. Nhưng mà người khác là ai chứ? Cô Út đừng có tin. Thằng Bồng nó đã khai là chính nó hại chết chị hai nhà mình rồi. Còn ai hại ngoài nó nữa chứ? Cô Út à, tự nhiên chị thấy mệt quá, chị vô phòng nghỉ một chút. Chị ba ơi, em cầu mong những điều em suy đoán là sai, nhưng sao thái độ của chị lại hoang mang đến như vậy hả chị ba? Sẽ không sao đâu. Sẽ không sao mà. Không sao. Không sao đâu mà Mỹ. Không sao đâu. Không sao. Làm sao mà.
được. Không được, nghe chưa? Còn có chúng ta thì sao? Còn có chúng ta thì sao? Em nói cái gì? Còn chúng ta? Gì vậy Mực? Mực, đi Mực. Nếu ghép tất cả các mắt xích lại, chúng ta đã có câu trả lời. Thật là đáng sợ, Loan không tưởng tượng nổi là chị ba lại làm những chuyện như vậy luôn á. Bây giờ Loan tính sao? Mình đi trình báo công an hay là... Không, bây giờ Loan chưa có muốn trình báo. Loan muốn nghe chính miệng của chị ba thú nhận mọi tội lỗi của mình. Bây giờ mình cứ tiếp tục những kế hoạch đã bàn đi. Có chuyện gì vậy con? Má, con nhớ là hồi đám cưới chị ba, má cho chị ba nhiều vàng lắm mà. Mà sao giờ con thấy chị ba không có đeo gì hết vậy má? Thì lúc trước má nói với con đó, lúc này cướp giật nhiều quá, chị ba con nó sợ, nó cất hết, nó không có dám đeo. Khi nào có đám tiệc tùng gì đó nó mới lấy ra nó đeo. Ừ, chị ba cất hả má? Không, đưa gửi má cất giùm. Má cất con tủ á. Mà tại sao tự nhiên bữa nay con để ý cái chuyện này vậy? Má cho con mượn đi, con coi có món nào hợp với con. Mày mốt á, con đi đám cưới nhỏ bạn, con hỏi mượn chị ba con đeo. Trời ơi, má sắm cho con đầy đủ, có thiếu món nào đâu, chỉ tại con. Má, cái đó con đã biết lỗi rồi mà. Bởi vậy con đâu có dám xin má sắm cho con cái gì nữa đâu. Mà má cũng đã hứa với con là không có nhắc lại chuyện cũ rồi mà. Thì không nhắc thì thôi. Má cho con mượn nữ trang của chị ba đi, con coi thử chút xíu thôi nha má. Muốn coi thì coi, để má vô má lấy. Nè con, nè đó, ngồi xuống coi đi. Má, má dòm thử coi coi có cái gì khác biệt không má? Ủa? Đưa coi cái kiềng coi. Ủa? Chết rồi. Ủa con coi lại coi, hình như không phải đồ thiệt. Được rồi, để má xuống má kêu con Mỹ lên. Má hả? Má
Khoan đã, má ngồi xuống đây đi. Má ngồi xuống. Sao vậy? Má, tạm thời bây giờ má đừng có nói gì hết á. Chuyện này là sao? Má, có một chuyện hết sức là quan trọng, nhưng mà tạm thời bây giờ con chưa thể nói cho má nghe được. Mà là chuyện gì? Con làm má lo lắng muốn chết đi à. Má, bây giờ má đừng có hỏi cái gì chị ba hết á. Cứ giả bộ như là mình không biết gì hết, rồi con sẽ nói với má toàn bộ sự thật. Trời ơi, thì con nói luôn ra cho rồi đi. Má muốn rớt tim đây nè. Má, nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ con á muốn nghe toàn bộ câu chuyện này từ chị ba nói. Còn từ bây giờ cho tới ngày mai á, má chỉ cần làm theo tất cả những gì con sắp xếp, có được không má? Được, được. Ừ, dạ. Sao vậy? Cô Út hả? Cô Út định nhát cho chị chết hả? Em có làm gì nhát chị đâu. Ủa, mà nào giờ chị ba đâu có nhút nhát như vậy? Tại chị bất ngờ quá. Chị ba, mặt chị xanh lè rồi kìa. Bộ em làm chị sợ tới vậy á hả? Em xin lỗi nha. Chị không sao đâu. Vậy thôi, em đi giặt đồ đi. Không được, cứ như vậy hoài mình sẽ chết mất. Mình phải làm gì đây? Em sao vậy? Anh chặt cái cây thôi mà sao em hết hồn dữ vậy? Dạ không có gì đâu anh. Làm gì giật mình dữ vậy thím ba? Còn mày nữa, tối thui rồi, thấy đường đâu mà đóng. Một hồi đóng vô tay bây giờ. Cúp điện rồi, tao với mày đi nhậu đi. Má không có ở nhà đâu, đừng có sợ bị la. Làm gì bữa nay anh rủ tôi đi nhậu vậy? Chuyện này lạ à nha. Hai người đi nhậu làm cái gì? Thôi muốn nhậu ở nhà, nhậu được rồi tôi làm mồi cho. Thôi thím ba, mất công thím quá à. Ra ngoài nhậu đi, ở nhà nhậu mất công nấu nướng.
Đúng rồi đó chị. Trời ơi, cái gì vậy chị ba? Chị cứ để cho hai ảnh đi riêng với nhau đi. Anh em lâu lâu cũng nên tâm sự riêng chứ bộ. Mấy bữa nay á, anh hai em buồn, chị để anh ba đi với anh một chút đi mà. Anh ba, đi với anh hai đi anh ba. Ráng lựa lời an ủi ảnh nha. Ờ, đi thì đi. Anh em, anh đi với anh hai chút nha. Anh nhớ về sớm nha. Ờ, anh biết rồi. Rồi, em quên nữa. Chị ba à, bây giờ em có việc phải đi rồi. Chị ở nhà, chị trông chừng Lộc giùm em nha. Cô Út đi đâu vậy? Rồi sáng mai đi được không? Đâu có được. Em phải đem mấy cuốn sách này em trả cho con Thùy nè. Sáng mai á, nó lên thành phố rồi. Em mà không trả, nó chửi em chết luôn á. Vậy chờ chút nữa. Anh hai với anh ba về rồi. Rồi cô Út hãy đi. Hay là trời có điện đi rồi, cô Út hãy đi nha. Trời ơi, đợi hai ổng á, đi nhậu về biết chừng nào. Ủa, mà bộ chị không dám ở nhà một mình hả? Trước kia chị đâu có sợ đâu. Chị đâu có sợ đâu. Vậy được rồi, thôi em đi nha. Nhanh lắm, xíu em về liền à, để em đóng cửa cho hai ảnh nữa. Cô Út. Anh hai, tôi hỏi thiệt nha, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi biết chắc chắn á là không phải đi nhậu đâu. Anh có bao giờ chịu nhậu với tôi đâu. Về thôi. Cái gì vậy? Tao muốn cho mày chứng kiến một chuyện. Chuyện gì? Đi theo tao đi rồi biết. Nhưng mày im lặng, đừng có nói, đừng có hỏi gì hết á. Ôi trời đất ơi, ông bị điên hả ông hai? Nghe lời tao đi rồi mày sẽ biết. Thôi được rồi, anh làm tôi tò mò rồi đó. Đi. Chị Diệu ơi, chị tha mạng cho em đi chị Diệu ơi. Tại sao cô lại hãm hại tôi? Tôi đã làm gì có lỗi với cô?
Tại sao? Chị Hai ơi, chị Hai ơi, chị tha mạng cho em. Em có tội với chị, nhưng mà em cùng đường rồi. Em bắt buộc phải làm điều đó thôi. Tại sao? Tại sao? Chị Diệu ơi, em không có chuột giấy tờ để trả cho chị nữa. Em sợ chị sẽ đem chuyện của em dàn dí danh vọng cả cho cả nhà. Em không còn con đường nào khác. Chị Diệu ơi, xin chị tha tội cho em. Chị Diệu ơi, được rồi, em sẽ chăm sóc bé Lộc. Em sẽ chăm sóc bé Lộc để đền tội với chị. Em sẽ chăm sóc đàng hoàng. Chị Diệu ơi, em xin hứa, em xin thề em sẽ chăm sóc đàng hoàng. Chị Diệu ơi, tha lỗi cho em. Tại sao cô lại muốn giết nó? Cô đã giết chết tôi rồi. Tại sao con tôi cô cũng không tha? Má em nợ nần nhiều quá, em muốn giúp má em trả nợ. Nếu mà thằng Lập còn sống thì phần lớn gia tài sẽ chia hết cho nó. Em biết lỗi rồi, em sẽ không dám nữa đâu. Em sẽ không dám nữa đâu. Em không dám nữa đâu, chị Diệu ơi. Đồ khốn nạn! Trời ơi là trời, tụi thật không ngờ, không ngờ được. Anh Đạt, anh Hai, Úc Loan, anh Đạt à, anh nghe giải thích đi anh Đạt. Không phải như vậy đâu, anh nghe giải thích đi anh Đạt. Anh Đạt à, thật khốn nạn. Cô cũng muốn lừa dối cái gia đình này tới chừng nào nữa? Đồ tàn ác! Buông ra! Má ơi, má thương con đi má. Má tin con đi. Con không phải là con người như vậy đâu. Má ơi, con nè. Trời ơi là trời. Má, tôi ăn chay niệm Phật mà đầu óc tôi u mê, thích nghe lời nịnh hót. Chính tôi, trời ơi, tôi làm khổ con tôi, làm khổ cháu tôi nè. Trời ơi, Diệu ơi, má xin lỗi con, tha lỗi cho má. Diệu ơi. Má ơi, má bình tĩnh đi má. Bác à, xin bác hãy bình tĩnh. Bác đừng xúc động quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn lo tới sức khỏe của tôi sao? Con dâu tôi nó chết tức chết tưởi mà tôi còn nghi hoàng cho nó. Trời ơi, Tội tôi lớn lắm. Diệu ơi, Diệu. Má. Diệu ơi, anh giải quan cho em rồi đó Diệu. Em ra đi bình yên nha. Anh hứa sẽ nuôi cu Lộc lớn khôn cho em coi. Diệu ơi, kiếp này mình sống với nhau ngắn ngủi quá. Anh nguyện kiếp sau
sẽ tìm em, cưới em, có con, rồi sẽ bảo vệ cho em suốt đời như Diệu. Trời ơi anh ba ơi. Trời ơi anh ba. Trời ơi Đạt ơi là Đạt. Đỡ nó lên đi con. Đi lên con. Đạt, Đạt ơi. Con. Kéo nó lên, kéo nó lên bác phụ với. Đứng lên vô nhà đi con. Đứng lên đi. Con muốn vô. Con muốn vô, trả ra đi. Vô nhà đi, đi 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 mới đỡ con vô. Đi đi đi. Trời ơi làm sao bây giờ đây? Trời ơi anh ba làm ơn đi mà anh ba. Bằng sáng tao đi vô đi. Trời. Đi vô đi vô đi vô. Trời ơi, đi. Nghe lời má. Đi con đi vô. Ra. Đi vô. Ây da. Đứng lên con. Trời ơi làm sao bây giờ? Có ai đâu mà kéo nó lên bây giờ. Trời ơi giờ sao? Thái lại đi con, nhờ lại chút. Đi con. Dạ dạ. Trời ơi, bay đỡ nó lên giùm bác cái coi. Nè. Dạ con chào bác Hai. Ừ. Trời ra. Giúp bác đi. Lên đi. Trời ơi Đạt. Dạ dạ. Để con đỡ anh Đạt vô nhà cho bác. Ừ, rồi dạ. Đem nó vô nhà giùm bác nghe con. Dạ dạ. Anh Đạt. Tao không vô cần. Nhà đi anh Đạt. Tao tự đưa đi được. Để em đưa anh vô nhà mà. Uống cái gì không biết nữa à? Út Lan, dắt giùm xe đạp của Thái con nha. Kia để kìa. Thái đưa anh Đạt vô nhà giùm cho. Rồi, má cầm cái này cho. Dạ. Đi. Thái nè. Loan cảm ơn Thái nhiều nha. Loan khách sáo quá vậy. Loan xin lỗi. Thôi Thái về đi. Thái về. À mà nè. Sao tự nhiên gặp Thái ở đây vậy? Làm phiền Thái như vậy có lỡ công việc của Thái không? Có gì đâu mà làm phiền. Ở nhà thấy trống trải quá, định đạp xe chạy lòng vòng. Không biết sao mà Thái cứ đạp về hướng nhà Loan. Thôi Loan vô nhà đi. Lúc này anh ba cũng cần người chăm sóc đó. Thái về nha. Thái về đi. Loan vô nhà đi. Thái về. Cả tội lỗi là do con gây ra. Chính con đã làm cho cái gia đình này tan nát. Con ăn chay niệm Phật mà tâm con còn quá tham cầu chấp nhặt. Con trọng phú khinh bần, cho nên con trai của con bây giờ nó phải chịu khổ như vậy đấy. Con ơi Diệu ơi, tại má, Diệu ơi.
Má, má ơi, má lên ghế ngồi đi má. Má ơi, má bình tĩnh lại đi má. Má cứ như vậy hoài, má sẽ đổ bệnh đó. Nhà mình đã ngổn ngang nhiều chuyện như vậy rồi, má mà ngã bệnh nữa, con không biết làm sao đâu má ơi. Tại má hết, tại má hết con ơi. Chính má đã ép anh ba con cưới con Mỹ. Má cưng chiều con Mỹ, má khinh ghét chị hai con. Tại vì gia cảnh chị hai con bần hàn. Nếu má không có bên trọng bên khinh, má đừng bắt cầu cho con Mỹ, thì nó không đến nỗi tác tệ như bây giờ đâu. Tại má hết con ơi. Má ơi, bây giờ má có tự trách mình thì mọi chuyện cũng đã lỡ hết rồi. Con ơi, nhục nhã lắm, nhục nhã lắm. Má ơi. Ông trời ơi. Má, má. Cô ấy đã nói vậy sao Cánh Buồn? Thật đáng tiếc, cô ấy không còn cơ hội để nói nữa rồi. Cánh Buồn, Cánh Buồn nói sao? Cô ấy đã chết rồi. Trời, cái Mỹ. Còn tôi. Anh Bồng. Còn tôi. Anh Bồng, anh vừa nói gì vậy? Cánh Buồn ơi, tôi xin khai, tôi xin khai toàn bộ sự thật. Anh hãy cho tôi biết những gì mà anh biết. Dạ. Chuyện là con ơi, ông ơi, ông, tôi thương con, tôi không có muốn giết con, ông tha lỗi cho tôi nghe ông ơi. Ông ơi, con đã chết rồi, ông ơi, tôi sống dài đây. Ông ơi là ông. Con về với má con. Cái Mỹ, con đâu rồi? Con về với má con. Con gái của má, con đâu rồi? Con đâu rồi? Con đâu rồi? Con ơi, má thấy con rồi. Con gái của má, người ta nói bậy thôi. Con làm sao chết được phải không con? Con không chết được, con là con của má mà. Con ơi, bụi nhiều quá. Bụi nhiều quá phải không con? Má lau cho con nha. Mỹ ơi, chính má, má hại con, má hại con chết. Mỹ ơi, má giết con rồi. Chờ má nha, má không bỏ con một mình đâu. Chờ má nha, má thương con lắm. Má thương con lắm. Có thiệt là bảnh mới vậy không? Thật chứ sao không thật? Chính mắt tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Tin tức về cái chết của con gái bà hả? Loan đi khắp nơi. Bà nghe cái tin này, bà mới mò về đó. Thôi, đi nhanh lên đi. Kỳ này không có để cho nó thoát đâu. Con gái của ma, con gái yêu của ma, chờ má nha. Tôi chắc chắn là đi vô kiếm bà coi. Bà Kim Anh đâu? Bà Kim Anh, chờ má. Bà Kim Anh ra đây coi. Bà Kim Anh, chắc bà ở trong đây nè.
Đi vô trong kìa. Vô coi thử coi. Đi vô kiếm bà coi. Trời ơi nha. Trời ơi. Trời ơi, mấy bà ơi, cứu bà kìa bác. Trời đất ơi. Kìa bác, ơi, bà ơi, gì vậy? Bà xuống, bà xuống coi. Nhanh lên. Đừng, đừng cứu tôi. Nhanh đi bà. Đừng cứu tôi. Cho bà đừng xuống đây. Mọi người, đừng cứu tôi muốn chết, để tôi chết. Đừng cứu, đừng cứu, tôi lại mấy người. Đừng. Xin cái gì mà xin? Đừng cứu tôi, đừng. Bà thiếu tiền người ta mà nhờ xin xỏ gì nữa. Cả nhà tôi á, đang sống dở chết dở với bà đó. Bà có biết không hả? Cậu ở đó mà giả bộ nữa. Đưa bánh lên công an đi. Đưa bánh lên công an đi. Đi. Đừng. Nhanh lên công an. Đừng. Đi. Đừng. Đi. Đừng. Đi. Đừng. Đi. Đừng. Đừng bắt tôi mà. Đứng dậy. Đừng. Đừng bắt tôi mà. Đừng. Đừng. Đừng bắt tôi mà. Đừng bắt tôi mà. Chạy tội hả? Anh hai ơi, uống một ly với em đi. Anh hai à, em xin lỗi anh hai. Cuộc đời nó đúng là cuộc đời anh hai ơi. Anh hai nè, anh hai, sao anh không đánh không chửi em đi anh hai? À, anh hai. Thì em cũng là người bị hại thôi mà. Bây giờ có đánh có chửi thì Diệu có sống lại được đâu. Anh sai lầm rồi anh hai. Em là người gây ra rất nhiều tội lỗi. Biết bao nhiêu cô gái ngây thơ vì em nè mà người ta phải chịu nhiều đau khổ. Bây giờ em mới thấm thía được những cái đau khổ của người ta anh hai ơi. Em đau đớn và nhục nhã lắm. Thôi được rồi, bây giờ anh em mình uống hết chai này rồi đi về nha. Anh đừng nói với em vậy. Em không có muốn về nữa anh hai. Anh đi đi. Anh mặc kệ em. Anh đừng quan tâm tới em nữa. Em uống à, uống à, phải say hơn nữa. Về ngôi nhà đó, em sẽ nhớ mọi chuyện, nên em không muốn về đâu. Buồn gì thì buồn, nhưng mà dù sao đó cũng là nhà của mình, sao mà không về được. Em không về. Em không về, nhất định là em không về. Em muốn uống á, chừng nào mà em thiệt là sai. Cho em á, chừng nào mà em quên trời quên đất đi anh hai à. Em uống. Quên trời quên đất anh hai ơi. Em quên trời quên đất anh hai ơi. Anh ngồi đi đi. Em đi mua một chai rượu, anh em mình uống tiếp. Thôi được rồi. Anh ngồi đi đi. Em đủ mua rồi em mời anh. Thôi được rồi. Ngồi xuống đi. Anh hai ơi, em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi anh. Em lại anh mà. Em xin lỗi anh.
Cô phải bước qua cái lò lửa phong long này nè, để dụ hết mọi xui xẻo đi. Nhìn cô á, đúng là cái thứ không biết điều. Được đằng chân á, thì muốn lên đằng đầu. Cô được tôi nuôi ăn, nuôi ở. Giờ sao? Bây giờ muốn kéo hết họ hàng lại đây hay sao? Nông dân chính gốc chứ có phải tiểu thơ thành thị gì đâu, mà tai chân thì lắm nga lắm ngốc. Xoa bóp gì vậy Hiều? Vậy xoa bóp làm gì? Dạ tại con sợ má đau, để con làm mạnh thêm chút nữa. Trời đất ơi, trời ơi, con tính làm kẻ chân tôi hay sao vậy? Dạ con xin lỗi má. Trời ơi, xin lỗi má. Con này mệt với nó quá ta. Dạ thưa má. Ai là má con vậy cô? Cô giỏi quá mà, dám dụ dỗ con trai tôi đi quan theo cô. Má, má ơi, cô biết lỗi rồi má. Má tha lỗi cho con lần này nha má. Cô muốn lan chạ ở đâu thì cô lan chạ, nhưng mà khi đã sống trong cái nhà này đó là phải có khuôn phép rõ ràng. Cái thứ đi ngang về tắt của cô đó hả, nhà này không có chấp nhận. Má, con đã nói rồi, tất cả là lỗi của con. Má có đánh có chửi gì thì cứ chửi con. Thôi mà, không có tội gì hết mà. Thôi mà, nếu không vì đứa nhỏ trong bụng của cô đó thì cô đừng hòng mà đặt chân vô khỏi ngưỡng cửa nhà này. Cô biết không, con trai của nhà này á chưa từng nhúng tay vô mấy chuyện của đàn bà. Cô phải biết điều đó chứ. Cô bắt nó giặt quần áo cho cô, hèn gì cái mặt nó một ngày một bư ra. Dạ cô xin lỗi má. Nè tôi nói rồi đó nghe, bước chân vô cái nhà này á cô phải biết trên biết dưới chứ. Thằng con tôi nó dạy chứ tôi đâu có dạy. Cô để tôi thấy một lần nữa thì cô đừng có trách tôi. Dạ. Đi đi, đi xuống nhà dưới á, kiếm công chuyện gì làm đi. Đừng có tưởng nha, đặt chân vô được cái nhà này á rồi một bước lên tiên đâu nghe. Dạ con xin phép má. Tôi biết bên nhà chị á, quanh năm suốt tháng chị ăn cá cho thằng Hiền bắt được thôi. Lâu lâu á đổi bữa ăn thịt, chắc ngon miệng lắm hả chị hai? Thiếp bà, thiếp không được xúc phạm gia đình tôi. Xúc phạm? Mày là cái giống gì mà không được xúc phạm? Khốn nạn. Cãi nữa hả mày? Diệu ơi, tha lỗi cho má nữa con. Thank you.
Loan ân hận quá à. Có cảm giác giống như Loan dồn chị Mỹ vào đường cùng vậy đó. Loan đừng tự trách mình nữa. Chị Mỹ bị quả báo cũng là hợp với quy luật dây trả cuộc đời mà. Thiệt tình là Loan cảm thấy lo cho anh ba lắm. Loan không biết là anh có vượt qua được những cú sốc này không. Biết vợ mình là kẻ giết người, chưa bình tĩnh lại thì vợ đã chết. Rồi lại biết đứa con trong bụng vợ lại không phải là con của mình. Một người tự cao tự đại như ảnh làm sao mà vượt qua nổi những cú sốc này. Loan hãy cố gắng an ủi, động viên ảnh đi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi Loan à. Loan đừng lo lắng quá. Dì Năm. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi con... Má con chào có thăm gì nè. Dạ chào chị hai. Thằng Lộc nó nhớ ngoại lắm qua đó. Ngoại bồng ngoại bồng ngoại bồng. Ôi à, dạ mời chị hai ngồi chị hai. Chị cứ để tôi tự nhiên. Dạ dạ. Cầm giùm má đi con. Dạ. Ôi trời ơi. Dạ. Không biết hôm nay chị tới đây. Chị Năm, tôi qua đây á là để xin tạ tội với chị. Tôi xin chị tha tội cho tôi. Tôi có lỗi với chị, với con Diệu nhiều lắm. Tôi ân hận lắm chị Năm à. Tôi xin chị hãy tha tội cho tôi. Thiệt tình là tôi không biết làm sao để tạ tội với má thằng Lộc. Chị hai à, tất cả cũng chỉ vì hiểu lầm mà thôi. Tôi không dám trách hờn gì chị đâu. Thấy chị chăm lo cho thằng Lộc chu đáo như vậy, tôi nghĩ con Diệu nó mang ơn chị không hết. Nó không dám bắt tội chị đâu. Chị yên lòng đi chị hai. Tôi biết má con chị là người bao dung, nhưng mà tự bản thân tôi không thể tha thứ cho mình được chị à. Thôi chị đừng có trách mình nữa. Tại cái số con Diệu nhà tôi nó khổ. Chuyện qua rồi, để cho nó qua luôn đi chị. Đừng có nhắc lại thêm đau lòng. Chị Năm, tôi xin chị cho tôi thắp nén nhang để tạ tội với anh Năm nha. Dạ. Ờ, qua đây úp ẩm nha. Ờ, rồi rồi rồi. Ờ, thương thương thương. Rồi ốc ẩm nha. Anh Năm ơi, tha lỗi cho tôi. Diệu ơi, con tha lỗi cho má nha. Mời chị hai ngồi. Má, má với bác nói chuyện đi. Con ẵm cháu ra ngoài chơi cho má. Ờ. Sống mà trách, tự thân mình. Không, không cần ai nữa. Quyết tâm mình phải về tới nhà. Đi về. Ừ.
Ai vậy? Thả tôi ra, ai vậy? Trâm hả? Chị Năm à, bữa nay tôi qua bên đây á, trước á là để tạ tội với chị, sau là muốn bàn về chuyện làm má mồ cho con Diệu. Tôi á, tôi sẽ xây cho má thằng Lộc một ngôi mộ thiệt là đàng hoàng. Tôi còn lên chùa rước thầy về tụng kinh cầu siêu cho má thằng Lộc nữa. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Không có gì đâu chị Năm. Cảm ơn chị nhiều chị hai. Tôi muốn xin chị một ân huệ, không biết chị có chấp nhận không? Chị cứ nói đi. Tôi nợ má con chị rất nhiều, nếu bù đắp được phần nào tôi không ngần ngại gì đâu. Chị cứ nói đi. Chị à, con Diệu nhà tôi vắng số, không được hưởng hạnh phúc bên chồng con, nhưng được chị và chồng nó thương, tôi nghĩ vong linh của nó cũng được nhẹ nhàng siêu thoát. Bây giờ chị thương mà làm mộ mã to đẹp cho nó, tôi đội ơn chị rất nhiều. Nhưng mà tôi xin chị, chỉ cần làm cho con Diệu nó ngôi mộ bình thường là được rồi chị à. Chị, vậy là chị không tha thứ cho tôi sao? Dạ không chị, tôi muốn chị dùng phần tiền còn lại làm cho cháu Mỹ ngôi mộ đàng hoàng. Hiện nay ngoài chị ra đâu còn ai lo chuyện mộ mã của cháu Mỹ nữa chị. Vậy chị không hận con Kim Mỹ sao? Oán hận thì được gì đâu chứ. Nếu tôi biết kết cuộc bi thảm như vậy, tôi nghĩ cháu Mỹ sẽ không bao giờ dám làm những điều đó. Thôi chị, nghĩ tử là nghĩ tận, cháu Mỹ cũng đã đền tội rồi. Xin chị thương mà hãy lo cho cháu được mộ yên mã đẹp. Chị Năm, chị không ăn chay, chị không niệm Phật, mà chị lại có tấm lòng Bồ Tát. Tôi nghĩ tôi thiệt xấu hổ cho bản thân của mình đó chị. Chị hai, chị đừng tự trách mình nữa. Này, anh Đạt, anh làm tôi thất vọng quá. Tôi cứ tưởng chính tay tôi sẽ biến anh thành như thế này, nhưng không ngờ ông trời đã làm trước tôi. Anh có biết là trước khi tôi trở về đây, trong lòng tôi ấp ủ gì không? Những ngày tháng qua tôi luôn căm hận anh. Lần này tôi trở về đây, tôi muốn ân đền quán trả. Tôi muốn chính tay mình đẩy anh xuống vực sâu, bắt anh phải trả hết món nợ mà anh gây ra cho tôi. Nhưng mà tôi nghe những chuyện xảy ra trong gia đình anh á, nhất là tôi nhìn thấy bộ dạng này của anh, những thù hận trong lòng tôi đã tan biến hết. Trâm, em... Anh đừng có tưởng tôi còn yêu anh. Tôi không muốn trả thù nữa. Chỉ vì tôi ngộ được cái điều mà trước kia Diệu thường nói với tôi, cuộc đời này có dai có trả, hiện giờ anh đang phải trả giá, không cần tôi phải ra tay nữa. Tôi không muốn mình bị cuốn vào dòng thù hận. Tôi muốn cuộc sống như Diệu. Diệu tuy vắng số nhưng chắc chắn sẽ còn mãi trong những người còn lại. Trâm, giờ đây anh không còn mặt mũi nào để nói lời xin lỗi em. Nhưng thật sự anh đã rất hối hận. Anh biết là mình xứng đáng bị như vậy mà, cho nên anh không dám oán trách ai hết Trâm mà.
Cái thai lần đó em... Anh Đạt, anh còn can đảm nhắc tới chuyện đó sao anh Đạt? Anh không biết. Anh không biết. Chính Kim Mỹ đã hại tôi mất đứa con khi nó chưa tượng hình hả anh Đạt? Em nói xong. Sau lần bị Kim Mỹ xô té, tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Vừa mới hư thai, chưa được chăm sóc đàng hoàng, tôi phải lên Sài Gòn. Không người thân, không nhà cửa, tôi đã định quyên sinh. Tôi lao ra đường phố. Nhưng không ngờ, cái người tông tôi chính là ân nhân cứu mạng tôi. Anh ấy là một bác sĩ, người nước ngoài, nhưng mà rất giỏi tiếng Việt. Chuyên ngành của anh ấy đúng với căn bệnh tôi mắc phải. Sau khi biết rõ hoàn cảnh, anh ấy đã đề nghị để chữa bệnh cho tôi. Một thời gian sau, chúng tôi thật sự thương mến và đồng cảm cho nhau. Sau đó tôi trở thành vợ của anh ấy. Căn bệnh của tôi cũng đã được chữa khỏi. Anh cũng chúc mừng cho em. Anh mừng cho tôi hay là anh mừng cho lòng anh đã đỡ cắn rứt? Tôi kể cho anh nghe chuyện này không phải khoe khoang cuộc sống hiện tại của mình, mà tôi muốn cho anh biết là ông trời không có đẩy ai vô đường cùng hết. Nếu thật sự anh biết tội lỗi của mình gây ra, anh phải sống cho thật đàng hoàng. Coi như vậy anh mới sám hối được chứ. Vì những lời động viên đó, anh vô cùng xấu hổ mà. Trâm mà, tội lỗi của anh á. Anh Đạt à, bắt đầu từ bây giờ á, tôi sẽ không còn nhớ tội lỗi mà anh gây ra cho tôi nữa. Tôi chỉ mong là anh sống tốt, đừng bao giờ lặp lại những chuyện tồi tệ trước kia. Anh phải sống tốt để chuộc tội, anh biết chưa anh Đạt? Thôi, tôi đi đây. Vài ngày nữa khi rễ bám đất, 10 giờ sẽ trổ bông. Em thử nghĩ coi hai em có thích không? Chắc chắn là hai em sẽ thích đó. Tại vì hồi đó hai em có nói với em là hai rất thích qua 10 giờ, bởi vì nó là thứ dễ trồng, lại không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Cho dù là cây dại, nó chưa bao giờ tự ti mặc cảm, vẫn nở hết lòng. Chỉ cần hai em vui là được rồi. Chắc là hai em sẽ nhớ thằng Lộc nhiều lắm. Mai mốt thằng Lộc nó lớn á, mỗi ngày anh cho em dẫn nó ra đây thăm hai nghe. Đừng có lo, mỗi ngày anh sẽ đưa thằng Lộc ra đây, kể cho nó nghe về má nó. Chắc hai em sẽ vui lắm. Gọi cho đây. Thôi mà, Út lớn rồi, hai gọi đầu chú Út,
tụi trong làng nó thấy, nó cửa cúi đầu luôn á. Trời đất ơi, bữa nay mày đặt mắc cỡ như vậy. Ủa, thì chị hai ta gọi đầu cho anh ta mắc gì cười. Thôi, để chịu dẻo tự gọi cho. Thôi được rồi, thì tao ra ngoài đó bên tiếp đi. Hai giờ cửa xong mình về nha. Dạ, nhanh nghe. Ừ. Tôi chờ Diệu nãy giờ. Tôi tưởng bữa nay Diệu học không ra. Anh đợi tôi một chút. Anh Phát, tôi gửi lại cái áo cho anh. Tôi giặt rồi. Một lần nữa tôi cảm ơn anh. Đưa tôi nén cho. Dạ, thôi để tôi tự làm. Được rồi, được rồi. Tôi mạnh hơn. Cô Diệu. Trời ơi, cô có sao không? Dạ, không sao. Diệu, mày, mày giết Diệu đó mày. Hả? Anh làm gì vậy? Hả? Anh muốn cái gì? Chiều để cho thằng Hiền ở ngoài đó với chị nó là được rồi. Trời ơi, tội nghiệp. Như gió như vậy mà con gái ở lại trong chỉ có một mình. Ông ơi, ông sống công tác chưa phù hợp với con gái như thế. Thank you.
làm cho. Để em thôi bà ra bà la đó. Anh làm được, để làm cho. Ôi, cái này dễ cho mà. Anh làm được. Anh Phát, để em làm cho. Thôi được rồi, anh làm được. Anh làm được mà. Được dễ không? À, hôm nè, này ăn cho con rồi. Ừ. Rồi, nhả chuông nè. Anh sẽ mua lại cái đồng hồ khác nha. Anh tin đó là ba sẽ ủng hộ cho việc làm này của anh mà. Diệu, ôi Diệu ơi, Diệu đừng khóc mà Diệu ơi. Không, anh biết lỗi rồi. Lần sau anh không bán gì nữa đâu. Bây giờ anh lỡ bán lần này thôi. Diệu, đừng khóc nữa mà nha. Em mà khóc á, mai mốt á, con mình á, mã nó vậy nè. Diệu, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi mà Diệu. Anh đâu có lỗi gì với em đâu. Anh biết em thương anh, cho nên em chịu nhiều khổ sở. Anh biết là má khắc nghiệt với em nhiều lắm, nhất là những lúc mà anh không có ở nhà, chứ không phải là anh không biết đâu. Không có gì thương anh á, thì em không có khổ tới mức này đâu. Anh thấy anh có tội với em, anh có tội với má em, với thằng Hiền nữa. Anh hứa với thằng Hiền á là sẽ bảo vệ cho em, không có để ai làm cho em khóc. Vậy mà là không được, tại vì bây giờ người làm cho em khóc lại là má anh. Con mình chào đời, lúc đó chắc chắn má sẽ thay đổi. Em ráng chịu đựng một thời gian nữa đi, lúc đó em tha hồ đối xử khắc nghiệt với má nhá. Không, em không đối xử khắc nghiệt với má anh được đâu. Ý anh nói là má không có khắc nghiệt với em nữa nha. Diệu, cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm. Suốt nha. Còn chuyện má em yên tâm đi. Đợi lúc nào má ngủ á, rồi mình mới đi gọi. Hả? À, đợi tí tao gọi đầu cho Diệu xong tao tắm cho mày luôn nha. Còn phải ăn cho con nữa. Đúng rồi đó mợ hai.
Hồi đó má em sinh em bé cũng ăn nhiều lắm, để có sức nuôi em bé trong bụng với lại sinh em bé nữa. Mợ hai, mợ hai ăn đi, để em gấp cho mợ hai nha. Được rồi, được rồi. Mợ hai ăn đi mợ hai. Vợ ăn đi vợ. Má ơi ăn đi má. Ăn cho con nó khỏe. Được rồi, chị ăn nè em ăn đi. Dạ. Mà anh nữa, sao anh không chịu lên nhà trên ăn cơm với má? Ngồi đây ăn vậy má xuống má la nữa. Đấy. Anh đã nói dứt khoát với má rồi, giờ ăn ở đâu anh ăn ở đó. Nè, hôm nay ăn cho con nè. Rồi, nhả trương ra. Cười Diệu. Diệu ơi. Diệu ơi. Em sao vậy? Về thăm nhà. Thôi anh, em không muốn má phiền lòng nữa đâu. Chú nó không đồng ý rồi. Giờ mình xin nữa em sợ. Hay là vậy nè, mình tối nay anh lén đưa em về bên nhà, xong rồi khuya sớm trở lại đây, má không có biết đâu. Không được đâu anh ơi, lỡ má mà phát hiện á. Cô phát hiện được tôi á, má chỉ ở nhà trên. Em có ở nhà hay không má cũng không biết nữa. Giống như mình ở trong phòng vậy thôi. Thôi nghe lời anh đi. Anh biết má với thằng Thiện nhớ em nhiều lắm. Sao khóc hoài vậy? Cứ vậy hoài là anh cảm thấy có lỗi với má với Thiện lắm. Mình ra nó mặt nó.
chỗ nào hết á. Không ước sao em vậy, em nằm xuống ngủ đi. Em nằm xuống ngủ đi nha. Thôi. Chết rồi. Anh vào đây ngồi với em nè. Anh đợi được, anh đang sửa. Sông tình buồn thiêu dân lành người thương nằm nghe hát hiu hiu hoài sầu cô miên lối xưa tình tan dấu buồn thắt theo bên đường như cánh giạc khuya kêu sầu kêu. Diệu ơi, má thương em rồi. Cả nhà mình ai cũng thương em hết. Nhưng tiếc là em không còn sống để được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn này. Em thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh đừng buồn nữa. Hãy cố gắng nuôi dạy thằng Lộc nên người nha anh. Diệu ơi, anh biết rồi. Anh biết rồi Diệu. Diệu ơi. Anh hai. Anh hai. Hiền ơi, lúc nãy anh mới nhìn thấy hai em á. Anh rõ ràng là anh nhìn thấy chị hai em mà. Má em nói á, khi trong lòng mình luôn nghĩ tới một người nào đó thì có thể nhìn thấy họ ở bất cứ nơi đâu. Có lẽ là vậy. Thôi, mình về nha anh hai. Anh về nha Diệu. Em về nha hai. Trời ơi anh ba. Trời ơi anh ba. Đưa đây. Trả cho anh. Đưa đây cho em. Anh ba à, anh định kéo dài tình trạng này tới khi nào nữa? Má và mọi người đã đau lòng lắm rồi. Anh đừng để mọi người phải đau lòng nữa được không anh? Anh phải làm sao đây hả Loan? Em nói cho anh biết đi. Anh phải làm sao đây? Bây giờ anh không dám nhìn mặt ai hết. Anh ba, anh đừng có nghĩ như vậy. Không có ai cười chê gì anh đâu. Nếu như anh nói đó là quả báo mà anh phải hứng chịu,
thì anh càng phải phấn đấu để đứng lên làm lại cuộc đời chứ. Anh phải sống tốt để chia sẻ gánh nặng gia đình với anh hai, giúp anh hai nuôi dạy thằng Lộc. Có sống tốt thì anh mới chuộc lại những tội lỗi của mình, anh hiểu chưa? Trâm cũng mới nói với anh như vậy, phải sống tốt, phải sống cho thật tốt. Anh sẽ làm được mà, phải không anh ba? Phải sống thật tốt, anh làm được, phải sống cho thật tốt. Ở nhà với anh hai và thằng Lộc không thể được cố còn, chị phải đi đến một nơi rất xa. Trước khi đi, chị muốn thăm thằng Lộc một chút. Em xin chị yên lòng mà siêu thoát. Em sẽ lo cho thằng Lộc và anh hai. Chị hãy yên lòng nha chị hai. Anh Phát, anh Phát, anh Phát, đến lúc em phải đi rồi, anh đừng buồn nữa nha anh. Hãy nuôi dạy con mình thật tốt nha anh. Diệu, em đừng đi được không Diệu? Duyên nợ của chúng ta kiếp này đã hết,
em không thể nấn ná lại đây thêm nữa. Nếu có thể làm vợ anh ở kiếp sau, em sẽ đợi. Diệu, Diệu ơi, Diệu. Chị đi nghe mực. Dạo này nó cũng chăm chỉ ra rồi đó. Thằng này lúc này tôi thấy được rồi đó. Đỡ hơn xưa như vậy là tôi thấy được à. Ê, hey, Đạt à, tối nay đi nhậu với tụi tao một bữa nha. Lâu lắm rồi tụi mình không nhậu á. Tối nay không được. Sao vậy? Tao có hẹn say suốt đêm cho hàng sáu. Hẹn bữa khác nha. Ừ, nếu bận thì thôi. Nhưng mà mày nhớ, lúc nào anh em cũng nghĩ tới mày hết. Tao về nha. Ừ. Say nhiều chứ nằm tới lượt tôi cũng lẹ. Lâu quá rồi, sáng tới giờ mới được có mấy bao hả? Thì tôi trước anh Đạt à, sao chứ? Bắt đầu từ bây giờ còn mừng công chuyện bên kia nữa. Tôi sẽ không còn nhớ tội lỗi mà anh gây ra cho tôi nữa. Tôi chỉ mong là anh sống tốt, đừng bao giờ lặp lại những chuyện tồi tệ trước kia. Anh phải sống tốt để chuộc tội, anh biết chưa anh Đạt? Bên kia nữa. Mà đi nhậu tôi tiếng làm hết trơn á. Mà tối ngày ổng cứ đi nhậu hoài à. Thiệt, tôi mệt dữ lắm ổng. Ừ, từ khuyên ổng đi chứ dụ làm sao mà bỏ liền được. Chú chờ con chút nha. Thôi, đi. Chú chờ đi. Nó nói cũng vậy hả. Khuyên ổng từ từ đi. Trời nóng quá. Anh hai, bây giờ em chỉ cho anh hai nè. Nè, em kẻ cột cho anh hai hết rồi đó. Rồi mỗi ngày á, anh làm cái gì á thì anh ghi vô cột này. Thí dụ như là anh xay lúa cho cô ba, anh thu được bao nhiêu, anh ghi vô cái cột bên đây. Rồi thí dụ như là sửa chữa thiết bị và thu được bao nhiêu, anh ghi qua cột bên này. Mỗi ngày á, anh sẽ tính tiền, rồi anh gạch bên đây nè, cộng tiền lại xem là bữa nay mình thu được bao nhiêu, lời hay là lỗ, nhớ không? Rồi anh hiểu chưa? Anh hiểu rồi, anh nhắc lại cho em nghe nha. À, anh hai, mục này là mục mình làm gì mình ghi vô. Còn anh hai á, thu nhiêu tiền thì ghi vô đây. Rồi thí dụ như là mình xay lúa cho cô ba, rồi mình thu nhiêu tiền mình ghi vô đây. Sửa thiết bị thì ghi vô đây. Rồi chi nhiêu tiền ghi vô đây. Xong rồi tổng kết cuối ngày ở đây. Rồi lấy cái này coi thử hai cái này coi lời nhiêu tiền. Đúng là anh hai giỏi quá à. Em mới chỉ có một lần mà anh hai biết quá trời luôn. Đừng tưởng anh hai khờ rồi coi thường nha. Tại hồi đó má không có cho anh hai học tiếp, chứ không thôi là anh hai giỏi lắm á. Em biết mà, anh hai của em á là giỏi nhất. Giỏi nhất. Má ngồi đi má. Nè Loan, má giao việc sổ sách cho con, mà sao con cứ đưa anh hai con hoài vậy? Trời má ơi, không lẽ con đi học sư phạm mấy năm trời, giờ tự nhiên về nhà ngồi tính toán sổ sách cho má? Con còn phải đi dạy học nữa chứ má. Với lại chuyện tính toán này cũng đơn giản lắm, con chỉ sơ qua một lần là anh hai con anh biết hết trơn luôn. Đúng rồi, má phải để cho Út Loan đi dạy cho người ta biết chữ. Đừng có học ít như con hồi đó. Mai mốt là Út Loan dạy cho thằng Lộc luôn. Nè, má nghe nói con đi dạy mà con dạy ở đâu lận? Dạ, má đừng có lo. Con đã nộp đơn tình nguyện xin dạy ở xã mình rồi má. Vậy thì má yên tâm. Má không có muốn con đi xa nhà nữa. Dạ, con biết mà. Cho nên con đâu dám đi xa đâu. Với lại con cũng không có thể nào đi xa thằng chó con của con được. Nhỏ thấy cưng quá. Dạ. Nè Phát. Dạ. Hôm rày thằng Đạt nó làm sao rồi con? Dạ, nó siêng năng lắm á. Nó làm quần quật không có ngừng tay. Nhưng mà có điều á, nó ít nói, nó lầm lầm lì lì.
Thôi thầy kệ nó đi con. Từ từ rồi nó sẽ nguôi ngoai. Má thấy nó không có rượu chè bê bết là má mừng lắm rồi. Sao? Con chỉ hết cho anh hai con chưa? Dạ, con biết hết rồi. Biết hết rồi phải không? Con biết hết rồi. Rồi. Dạ mời anh. Ừ. Em mời anh chị uống nước, ngồi chơi. Đợi má em xíu, má em đi công chuyện về liền á. Ừ. Dạ. Lan à, hay là mình ra ngoài ngồi cho mát. Lan ngồi xuống đi. Thái thấy rất vui khi mà hai đứa mình được dạy chung trường. Như vậy là ước mong của Thái một nửa đã thành sự thật rồi. Sao lại là một nửa? Thì được học cùng Lan suốt mấy năm đại học, bây giờ dạy cùng trường. Như vậy là một nửa ước mơ của Thái. Vậy còn nửa kia? Gì đây? Gì mà khó nói? Loan có còn nhớ trước đây Thái đã từng nói với Loan gì không? Nói gì? Thái với Loan nói biết bao nhiêu chuyện. Làm sao Loan biết Thái nhắc chuyện gì? Loan à, đã từ lâu rồi Thái có tình cảm với Loan. Thái thật lòng mong Loan cho Thái một cơ hội. Bộ Thái không để tâm những chuyện trước đây của Loan hả? Không, đó là chuyện bình thường mà. Nhưng mà chỉ cần Loan có chút xíu tình cảm, Thái sẽ đợi. Hy vọng một ngày nào đó tình cảm chân thành của Thái sẽ lay động Loan. Loan chỉ sợ mình không xứng đáng với tình cảm của Thái thôi. Tại sao Loan không xứng đáng chứ? Loan là một cô gái rất là tốt. Loan cảm ơn. Thái đã luôn nghĩ tốt về Loan. Cho Thái cơ hội được không Loan? Là đám giỗ của má thằng Lộc rồi ha. Anh hai con á, đi mời hết bà con chòm xóm rồi. Còn một người má để con đi mời. Ủa, ai vậy má? Là cậu Thái đó. Lát nữa con chạy qua bển, con mời cậu một tiếng là qua bên này chơi. Sao tự nhiên má biểu con đi mời vậy? Con nhỏ này ngộ chưa? Cậu Thái là bạn con, thì con mời là đúng rồi. Nè, đừng có tưởng tôi già, tôi không biết gì đâu ngang. Nói với cậu á, nếu con muốn tiến tới á, thì nói với người lớn qua đây, nói với má một tiếng. Má không có đòi hỏi gì đâu. Thì ra là má biết hết mọi chuyện. Vậy mà lâu nay con không có dám nói. Con cứ sợ má chê nhà của Thái nghèo. Qua chuyện của chị hai, chị ba con, má rút ra được một bài học. Hạnh phúc con người không phải dựa vào chuyện nhà giàu hay nghèo. Má, con cảm ơn má nhiều.
Ủa, chị Năm. Cháu. Ủa, chị Năm. Chị. Dạ, chị để cho con. Lại đây ngồi chị. Dạ. Lại đây ngồi. Trời ơi, tôi tính chút nữa đó là má con tôi qua bển giúp chị một tay. Ừ. Ai dè đâu chị làm xong hết rồi. Có gì nhiều đâu chị. Vài chục cái bánh tôi làm gọn hơ à. Ờ, tôi qua đây nói với chị. Chị đi chợ nhớ là đừng có mua gà vịt gì hết đó. Chút nữa thằng Hiền á nó xách qua đó. Trời ơi, chị chu đáo quá à. Cảm ơn chị nhiều lắm nghe chị Năm. Con Diệu nhà tôi chắc là nó vui lắm. Ừ. Khi thấy hai gia đình của mình gắn bó với nhau. Thằng Lộc nó còn ngủ hả chị? Hai cha con nó dắt nhau ra quét dọn mộ của má nó ở ngoài á. Gánh đợi chờ lòng thắt cơn đau, ta nghe tiếng già vô cùng có hay buồn thương đứt ruột. Diệu ơi, con trai của mình á rất là ngoan, em mới yên lòng nha Diệu. Rồi nón lên con. Dạ. Rồi thưa má đi vậy. Thưa má con về. Ừ, ngoan. Rồi đi. Mực mực về mực. Thôi. Cho nó ở đây đi. Rồi mình đi về con. Dạ, chào anh, anh ơi. Diệu. Anh làm rồi, tôi không phải tên Diệu, tôi là Duyên. Đúng rồi, không thể là Diệu được. Anh ơi. Anh ơi. Hả? Anh cho tôi hỏi thăm nha. Anh ở đây vậy chứ anh có biết nhà của bà Hai Đầu Gia ở đâu không vậy? Hả? Cô... Cô tìm má tôi làm gì? Má anh hả? Trời, giờ mai quá rồi. Gì mai? Dạ, tại vì em đang đi tìm bà Hai Đầu Gia, mà bà Hai Đầu Gia là má của anh. Em mai quá. Gì? Ủa mà cô không phải Diệu? Dạ không, em là Duyên chứ không phải Diệu. Vậy tại sao cô tìm má tôi? Quên nữa. Dạ em không phải tìm má của anh, mà em tìm dì Năm của em. Em mới ở bến đò lên, người ta nói mới thấy dì Năm của em đi qua nhà bà Hai Đầu Gia. Cho nên em mới đi tìm. Trời ơi, tìm nãy giờ không thấy đâu trơn. Gặp anh may quá. Cô là sao với lại má Năm? Tôi với chị Diệu là chị em bạn gì với nhau. Nhưng mấy năm qua cuộc sống gia đình em khó khăn quá, cho nên mới trôi dạt lên thành phố để mưu sinh, nên mất hết liên lạc luôn. Anh làm ơn cho em gặp dì Năm nha. Cô đi theo tôi. Đi con. Dễ thương quá à. Dì đi với con nha. Dạ. Cảm ơn chị Hai. Dạ. Uống đi chị. Ta với ta đèn trong mờ hơi sương mòn mỏi trong mong đời, đêm đêm nát giả môi sâu mãi mê tìm nhau bên đời là đông. Yeah.
mãi mê tìm. Duyên, Duyên đó, sao cô biết gì ở đây? Cô Út, con mới về. Dạ. Chị ơi, nó là cháu của dì đó. Dạ. Má. Dạ, má. Đây là Duyên, em bạn dì của Diệu. Dạ, con chào bác.